Đây cái bồn đất để trồng, đó, có hai lỗ, bít lỗ bỏ chúng mình chạy chạy lại đó, thấy không? Đó xong rồi á, cái này khoan lỗ, ống này ống 90 khoan lỗ để đây. Nhiệm vụ của này là bỏ phân vào khi mình mần cá, mần tôm, mần gì đó có đầu dư á, cái mình bỏ vô mình đậy lắp lại, có nắp nắp để đậy lại à. Rồi cái này ống này để chi, để cho nó có không khí đó. Giờ mình trồng mình không có để ống này, nhưng mình coi trên mạng để ống này lại. Rồi đất mình lắp lại, lắp lại nước cho nó chảy về một bên thôi, để mình hứng cái nước phân mình tưới lại, mình không có làm ống hứng, nhưng mà mình hứng một lỗ thôi. Đó. Đất đây là mình trộn với phân lân. Phân lân này mình trộn chừng nửa bịch nè, đất cũ á. Đất cũ trộn lại phân lân bịch này 1 kg 20 ngàn. À. Phân này phân hữu cơ. Phân hữu cơ dạng viên. Dạng viên á. Đó. Phân hữu cơ dạng viên mình trộn chung với đất. Trộn với phân lân. Lần mà hôm nay có mới cất gà ủ cũng trên 4-5 tháng rồi, trộn vô trồng. Chào bạn Tri.